Bạn Hồ Hoàng Tây có đặt câu hỏi là khi doanh nghiệp đang khó khăn và gần như sắp phá sản thì nên giữ lại người tài hay người đức vậy thầy? Em cảm ơn thầy ạ. Thực ra mà nói thì người tài khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì người tài hay người đức cũng chỉ là một phương tiện mà thôi. Nếu như mà chúng ta khó khăn về việc khoan phá vào thị trường thì rõ ràng chúng ta cần người tài, bởi vì thời điểm đấy trong ngắn hạn thì trong trong cái DISC, cái mẫu người ấy, thì có cái mẫu người đi là mẫu người mà họ muốn giữ cái khả năng, cái quyền làm chủ, và họ khoan phá thị trường rất là tốt, thì mình phải giữ cái người đấy để họ khai phá cái thị trường cho mình. Nhưng nếu bạn sắp phá sản vì việc mâu thuẫn nội bộ và thiếu đi người mà đàm phán để tạo ra sự hòa thuận, tức là gọi là hoãn binh, thì người đức sẽ là người rất là tuyệt vời. Ví dụ cho Tống Giang đi mà đàm phán thì ok, nhưng mà cho người tài đi nhưng mà giao cho ông ví dụ như là ông Lâm Sung chẳng hạn, thì có khi là ông ấy ít nói, mà ông đã nói là ông ấy rút ngay đao đao ông ấy phang thôi chẳng hạn, thì là sẽ không ổn. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng là người tài hay người giỏi không quan trọng, vấn đề bạn sắp phá sản vì mất đoàn kết hệ thống hay là bạn sắp phá sản vì bạn bị không có khả năng khoan phá vào thị trường kinh doanh, thì từ đó bạn mới biết là nên giữ người nào và tạm thời phải chia tay người nào, thì nó không có đúng, không có sai. Rồi cảm ơn bạn. Bạn Black Vũ có đặt câu hỏi là thầy ơi, muốn làm một CEO giỏi thì có phải đi học về tài chính không ạ? Hay là tùy duyên cứ làm rồi sẽ giỏi lên? Tôi chia sẻ với bạn thế này, bản chất chúng ta làm CEO là tất cả kinh doanh, khách hàng, thông số thỏa mãn khách hàng hay là quy trình chăng nữa, thì cuối cùng để cái đích đến của một ông CEO đó là tài chính. Cái đích đến đó là tài chính. Vậy thì nếu như bạn tưởng tượng sáng ra bạn xách xe đi ra đường mà bạn không biết đích là bạn đi đến đâu và bạn cứ lên xe bạn đi loanh quanh, thì rõ ràng bạn có vấn đề về thần kinh. Cho nên tài chính chính là đích của một doanh nghiệp, và kẻ nào làm CEO mà kẻ đấy không có bảng dòng tiền, xây dựng hạn mức doanh số, doanh thu, công nợ và các hạn mức chi phí chạy theo cái doanh số, doanh thu, chi phí, thì kẻ đó làm kinh doanh theo kiểu bản năng, và như vậy xác suất thành công và thất bại là rất cao, thất bại là rất cao. Cho nên là tôi khuyên bạn là bạn buộc phải phải biết về tài chính, còn nếu không đừng làm CEO nữa. Như vậy bạn sẽ chỉ dừng lại ở câu chuyện bạn cứ đi loanh quanh và vô tình bạn chạm phải cái thành công thôi, chứ còn bạn không có tính chủ động, chủ đích đi đến thành công. Vâng. Bạn Nam Dương có hỏi, em đã đi được 3 năm rồi nhưng tới thời điểm này công ty cũng đang khó khăn theo đồ thị xin. Đồ thị xin chắc là đồ thị đang cắm mỏ xuống đúng không? Bắt đầu xây dựng lại em cũng chưa thấy có gì chắc chắn, mông lung quá. Thế thì bạn phải hình dung thế này. Rõ ràng bạn có hai lựa chọn. Một lựa chọn là bạn hãy làm như cũ và bạn biết thừa hình sin, tức là đang cắm mỏ xuống hoặc đi lên đi xuống. Và trong cuộc đời này nếu mà cứ đi loanh quanh mà nửa trên 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 đường và nửa ở dưới bờ ruộng, và cũng không biết lúc nào xuống ruộng, mà nếu có lên được trên đường thì cũng lên được cái mép đường thôi, thì rõ ràng thà rằng bạn 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 làm một cái cú đột phá cho nó chết hẳn cái mô hình đi, một là thành công mà hai nữa là nó chết, để chúng ta làm cái business khác cũng tốt mà nó có cái kinh nghiệm. Thế thành ra là bạn không thay đổi thì bạn cũng chết đúng không? Vậy thì tại sao bạn không thay đổi, bạn 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 lại 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 không chấp nhận sự thay đổi ấy? Vậy thì tôi nghĩ là thay đổi thì bạn có cơ hội thành công cao hơn, nhưng tất nhiên nó cũng sẽ có rủi ro, nhưng còn hơn bạn cứ èng èng hình xin mà nửa sống nửa chết, nó còn nguy hiểm hơn. Cho nên là bạn dũng cảm lên và thay đổi, nhưng chỉ có điều bạn tái cấu trúc lại doanh nghiệp của bạn, tái cơ cấu lại doanh nghiệp của bạn, thì bạn phải có tư duy về tái, chứ không phải là thấy nó đang cắm mỏ thì bạn tái, nhưng mà tái lại tái nhầm. Tôi lấy ví dụ như là thấy một thằng đang bơi thì nó lại chìm,
nhưng mà nó chìm phần đít thì là bạn chọc vào đít nó chứ, thì nó mới nổi. Nhưng mà nếu mà bạn tái không khéo, bạn lại chọc vào đầu một phát, thế là lộn tu đi, thành chết đuối. Thế thành ra là tôi chắc chắn là nếu mà như thế thì bạn tái rồi, nhưng mà cách bạn tái như thế nào thì bạn nghiên cứu kỹ vào, chứ không lại thấy không ổn. Rồi, cảm ơn bạn. Vâng, Kiên Nguyễn yên tâm là livestream nào thầy cũng để lại video hết mà, có giấu giếm gì đâu, mà cũng có chắc gì đã có tài cán gì mà giấu giếm. Thế thành ra là cứ chia sẻ hết với mọi người, mà nếu có ngu thì mọi người lại phản hồi, mà phản hồi thì tự nhiên mình lại học được thôi mà, chứ cứ giấu trong người thì nó nguy hiểm lắm. Rồi, bạn Nam Nguyễn có đặt câu hỏi là khi doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý nhưng từ ban lãnh đạo đến các thành viên đều không quan tâm và tham gia xây dựng. Khi doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý nhưng từ ban lãnh đạo đến các thành viên đều không quan tâm và xây dựng, việc xây dựng hệ thống đang giống như công việc của một thành viên. Thầy giúp em là cần làm như thế nào với tình trạng thờ ơ trên ạ? Thực ra khi người ta thờ ơ với một việc là khi mà cái việc mà bạn đang làm họ cho rằng không có ý nghĩa với họ. Thế thì bạn đừng tập trung vào phương tiện, đó là xây dựng hệ thống, mà bạn hãy tập trung vào cuộc sống của chính cái người mà của ban lãnh đạo ấy. Thế thì câu hỏi đầu tiên, giả sử không có hệ thống quản lý thì về mặt kinh doanh hiệu quả thì ban lãnh đạo đánh giá cái việc họ đang kinh doanh như vậy là có hiệu quả hay không. Nếu như họ cho rằng là họ vẫn đang kinh doanh hiệu quả thì rõ ràng bạn đang cố tình xây dựng một hệ thống quản lý, thậm chí họ còn nghĩ là bạn thù địch với họ, bạn đang đi ngược lại với suy nghĩ của họ, vì họ hỏi, họ bảo là tao không cần hệ thống, mà hiện nay tao đang làm tốt như thế này thì tao cần quái gì phải xây dựng hệ thống, và biết đâu xây dựng hệ thống nó còn chết ý. Thế thành ra là bạn càng xây có khi họ lại càng phá. Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ cái ý chí của ông chủ, họ cho rằng là họ đang thỏa mãn với kết quả hoạt động của doanh nghiệp hay không. Cho đến khi họ mới thấy rằng không thỏa mãn thì bạn lại phải có bước thứ hai, bạn chứng minh rằng điều gì khiến cho kết quả của doanh nghiệp không thỏa mãn, thì bạn chứng minh là một trong những yếu tố quan trọng nhất ở đó, đó là hệ thống quản lý, tức là cái nguyên nhân nằm ở hệ thống quản lý. Và khi nào bạn chứng minh được điều đó thì bạn hãy nhảy vào xây dựng hệ thống quản lý. Còn khi bạn chưa chứng minh được là kết quả kinh doanh nó không hiệu quả là do hệ thống quản lý thì bạn đừng có cố tình nhảy vào để mà xác định mà xây dựng hệ thống quản lý, bởi vì như vậy bạn đang đối đầu với họ. Cho nên là trong cuộc sống này không phải giỏi mà đã thành công, mà giỏi phải mang lại hạnh phúc cho người khác, mà hạnh phúc của người khác là do khái niệm của họ chứ không phải do khái niệm của bạn. Cho nên bạn hãy nhớ việc đầu tiên khi đi giao tiếp là lắng nghe xem người đối diện họ có cảm thấy cuộc sống của họ không có vấn đề, họ có vấn đề gì không. Nếu như họ không có vấn đề gì mà bạn cứ bảo họ có vấn đề thì rõ ràng họ mắng cho bạn, kể cả họ điên mà bạn bảo họ điên thì họ cũng mắng cơ mà. Thế thì vấn đề là họ cảm thấy có vấn đề hay không. Còn khi nào họ có vấn đề thì bạn mới xem là cái việc bạn làm họ có đồng ý rằng việc đấy có làm thay đổi vấn đề của họ hay không, thì lúc đấy bạn mới được làm. Như vậy có 3 bước nha. Bước 1, phải xem cái đối tượng mình đang tiếp cận thì họ thấy họ có vấn đề hay không. Nếu họ không có vấn đề, kệ họ, đúng không? 2 là nếu họ thấy có vấn đề rồi thì bạn mới được gì? Bạn mới chứng minh rằng vấn đề của họ nằm ở cái phương tiện mà bạn đang nói. Thì sau đó bạn với gì? Dùng phương tiện của bạn, bạn giúp họ. Thì lúc đấy họ phải đón nhận với một cái tâm nguyện, tự nguyện và hạnh phúc. Đấy, và chúc bạn sử dụng cái kỹ năng này trong cuộc sống thật là tốt. Chứ nếu không, không cẩn thận là xung đột nội bộ lung tung cả là chết. Rồi, chúc bạn thành công, xin cảm ơn. Rồi, anh Lê Văn Quyền có đặt câu hỏi là giai đoạn từ 18 đến 25 tuổi cần chuẩn bị những gì? Em cảm ơn. Chả cần chuẩn bị gì đâu em ơi. Chuẩn bị điều duy nhất đó là gì ạ? Chịu khó và đừng nghĩ đến tiền. Cố gắng là nếu có cơ hội được làm việc thì hãy làm việc tận tâm hết mình từng thời khắc và vắt hết não của mình ra để làm việc. Và chưa cần phải nghĩ đến tiền vội, vì đó chính là thời kỳ trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Và chỉ cần bạn mở lòng, chịu khó lắng nghe, làm việc hết mình, không nghĩ đến tiền, tôi tin chắc ai ở xung quanh bạn cũng muốn hướng dẫn cho bạn một cách
hết sức. Nếu như họ có những cái gì đấy mà họ có thể hướng dẫn được cho bạn, họ sẽ giúp bạn, và đó là cách tốt nhất để bạn học hỏi và chuẩn bị được hành trang vào đời. Thay vì chúng ta ngồi chúng ta lựa chọn và tính toán thì cuối cùng không cẩn thận là chả được cái gì. Và chúc bạn thành công và ứng dụng vào trong cuộc sống được tốt. Rồi, cảm ơn. Bạn Nguyễn Mão có đặt câu hỏi là: thầy ơi, khi nhập một sản phẩm mới để chuẩn bị đưa ra thị trường thì cần làm các bước gì về chiến lược sản phẩm ạ? Như vậy là bạn có 3 bước. Thực ra là bước 1 là bạn phải phân tích được cái sản phẩm của bạn so với sản phẩm của thị trường đang cung cấp, cái sản phẩm khác ấy, của thương hiệu khác đang cung cấp trên thị trường mà bạn định cung cấp, là so sánh xem là hai sản phẩm ấy có gì khác nhau, hơn thua nhau ở cái gì. Mà khác nhau ở đây là khác nhau theo góc nhìn của khách hàng, chứ không phải khác nhau theo góc nhìn của mấy bố kinh doanh, của mấy bố kỹ thuật. Tôi lấy ví dụ như tôi mua cái quạt chẳng hạn, thì làm gì tôi biết là động cơ bên trong ấy nó quấn cái gì ra làm sao. Thì góc nhìn của thằng mua nó chỉ đơn giản là cái quạt ấy có đẹp không, sử dụng ở trong nhà, để vào cái giường hay để vào vị trí này nhà mình có vừa không, thương hiệu này đến từ Nhật hay đến từ Mỹ, để có niềm tin là nó có tốt không, chứ không ai kiểm tra quá nhiều vào cái việc mà nó là quấn bằng cái công nghệ gì, nó là bao nhiêu watt, nó là ra làm sao về mặt kỹ thuật. Thế thì tôi muốn nói là sự khác biệt ở đây là khác biệt về góc nhìn của người dùng. Xong sau đó bạn phải xác định được đối tượng người dùng là ai. Việc thứ hai của bạn là truyền thông. Trong đó có truyền thông thương hiệu, truyền thông tạo nhu cầu, truyền thông giải quyết lo lắng. Và đây là một cái trong hẳn một cái chương trình truyền thông mà trong cái lớp CEO quản trị và giám đốc kinh doanh mà tôi phải training rất là sâu. Bởi vì dân Việt Nam phần lớn là không biết truyền thông. Câu chuyện thứ ba là bạn mới bắt đầu với mới nghĩ đến câu chuyện marketing và bắt đầu với đến bán hàng. Thế thì như vậy là bạn phải làm 3 bước như vậy, cũng giống như là iPhone X Plus. Mặc dù chưa về đến thị trường nhưng người ta bắt đầu đã truyền thông, và chắc chắn rằng là bạn đã có thông tin là iPhone X Plus ra đời. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu họ hé mở để cho bạn nhìn thấy sản phẩm của iPhone X Plus, và có nghĩa là bạn bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của iPhone X Plus. Và cuối cùng sau khi mà bạn chủ động bạn đặt cọc thì sau đó hàng mới về. Và bây giờ là khi bạn đặt cọc rồi thì mặc dù hàng chưa về nhưng họ đã ước lượng được số lượng hàng ra trong cái thời gian tới như thế nào. Như vậy nó sẽ xảy ra 3 bước như vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Hoài Phạm Quỳnh Hương có đặt câu hỏi: một nhà lãnh đạo phải đặt ra mục tiêu dài hạn nhưng trong quãng thời gian đó thì phải nhiều lần thay đổi chiến lược. Vì nếu trong khoảng thời gian thay đổi chiến lược, nhiều chiến lược như vậy, mục tiêu mình đặt ra liệu có thể đạt được kết quả như mong muốn không ạ? Ở đây câu chuyện nó tương tự như thế này thôi. Về mặt lý thuyết, về mặt tầm nhìn thì là chúng ta xác định là chúng ta đi từ Cầu Giấy lên Hồ Hoàn Kiếm. Thì ngay từ trong đầu chúng ta đã phải vẽ được con đường là chúng ta đi đường nào và sau bao lâu lên đến Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên bạn phải hiểu là trong quá trình vẽ kế hoạch là một chuyện, nhưng giả sử đi đến Hồ Hoàn Kiếm, nhưng tôi lấy ví dụ như chúng ta đi đến đường Đào Tấn chẳng hạn mà đường nó bị tắc đường, thì bạn sẽ có hai lựa chọn, là một là bạn cứ ngồi ỉ ra đấy và chờ lúc nào thông đường thì đi. Nhưng mà nói về đường thì thời gian chúng ta có thể là tỷ phú thời gian chúng ta chờ được. Nhưng mà doanh nghiệp mà chỉ cần dừng lại 5 tháng mà không có doanh số mà bạn lui những cái định phí là bạn vỡ mồm bạn chết. Thế thì bạn buộc phải gì ạ? Tạm thời bạn lựa chọn một cái con đường ngách nào đó để lánh cái đường ấy đi, để tránh cái đường đấy, tránh cái đoạn tắc đấy để đi. Tuy rằng nó dài hơn một chút, nó đến đích chậm hơn một chút, nhưng nó vẫn thoát khỏi, nó vẫn còn nhanh hơn cái con đường tắc đấy. Và rồi họ chỉ đi vòng một đoạn rồi họ lại vẫn quay về cái chiến lược ban đầu họ đưa ra. Và tất nhiên như vậy nó có xác suất nó sẽ đến đích chậm hơn là dự kiến, nhưng có nghĩa là vẫn còn đến đích. Còn cách thứ hai, bạn cứ ngồi đấy và bạn trông chờ vào sự may rủi thôi. Và cũng có những kẻ nói rằng là thị trường nó xuống. Vậy thì tôi, như nhân viên của tôi, thỉnh thoảng tôi có hỏi là
Nếu bán cái sản phẩm này mà thị trường nó xuống thì bạn nghĩ gì? Nó bảo em nhiều thằng cũng không nghĩ gì cả. Vậy thì nếu không nghĩ gì thì bạn có hai sự lựa chọn: một là đóng cửa công ty tôi lại, và hai là tiếp tục. Cho nên cũng có những anh chạy Facebook với bảo rằng là đợt này Facebook nó, tại Facebook nó thế này, tại Facebook nó thế kia. Vậy thì nếu giả sử Facebook nó cứ như thế mà nó kéo dài trong vòng một tháng thì anh cũng bảo là công ty tôi cứ chờ như vậy à? Thì không được. Vậy thì anh phải có cái giải pháp tạm thời nào chứ. Thế thì ý tôi muốn nói rằng là chiến lược là một cái con đường chính thống để đi, nhưng trong một quãng nào đó thì chính chiến lược chúng ta cũng phải tạm thời bẻ góc chiến lược để đi vượt qua cái thời khắc khó khăn đó. Và đó là cái thời kỳ mới cần một CEO giỏi và sẵn sàng thay đổi trong một cái đoạn ngắn. Thì như vậy với duy trì được có những công ty hàng vài chục năm và vài thế kỷ. Và chúc bạn thành công.